Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái phần chúng ta điều chỉnh cái mục lục nó như thế nào. Thì phần trước tôi đã chỉ cho các bạn là cách để mà tạo một cái mục lục rồi. Và tôi xin lưu ý với các bạn là cái Word mà tôi đang sử dụng đây là Word năm 2007. Và tuy nhiên Word 2007, 2010, 2013 thì cái phần tạo mục lục nó giống nhau. Và các bạn cứ tương tự như thế các bạn làm, đúng không? Cái điều chỉnh mục lục chúng ta điều chỉnh như thế nào, chúng ta đã có được một cái mục lục rồi, thì bây giờ chúng ta điều chỉnh ra làm sao, chúng ta thay đổi hình thức như thế nào, chúng ta thiết kế lại bảng nó như thế nào, thì bài hôm nay sẽ giải quyết các vấn đề đó. Cái thứ nhất là chúng ta thay đổi lại hình thức của bảng mục lục, đúng không? Bạn đã có một cái bảng mục lục rồi nhưng mà bạn lại muốn thay đổi chúng, ví dụ như tiêu đề trong tài liệu có màu xanh nhưng mà bảng mục lục của bạn thì không, và bạn thích màu xanh cho nên là bạn muốn cái mục lục của mình nó có màu trùng với tiêu đề trong tài liệu, thì có thể bạn mục lục quá dài bạn muốn bỏ bớt nó, thì để làm hài lòng để mà đạt được yêu cầu đó thì chúng ta cùng thiết kế lại bản mục lục mà, đúng không? Bây giờ chúng ta hãy thiết kế bằng cách là bạn muốn màu sắc tương tự như tiêu đề chẳng hạn, đúng không? Đây là bằng cách là chúng ta thực hiện trên tab VFC này. Đây, ví dụ chúng ta đang ở Test Home, Tab Home, chúng ta VFC này. Chuyển sang tab VFC, các bạn chọn Test con nhớt, các bạn chọn tiếp theo là các bạn, sau đó các bạn chọn vào đây Insert of Content tên này. Tôi không đọc tiếng Anh giỏi, mong các bạn thông cảm. Trong hộp thoại Tapper of Content thì bạn chắc chắn là cái mục nào, một format này. Đấy. Format thì cái mục mà form templation template gì đây. Nghĩa là mục đầu tiên ấy, được đánh dấu trong cái hộp format này. Sau đó bạn chọn đây. Rồi. Ở trong cái styler này thì các bạn chọn top 1. Đấy. Để chọn cấp độ cao nhất là level 1 ở bảng mục lục top, thì sau đó bạn chọn vào Affinity, đúng không? Hộp thoại Modify Style được mở ra và bạn sử dụng cái phông màu trong cái phần formatting là màu xanh. Đây bạn chọn màu xanh, đúng không? Các bạn tích OK 2 lần. Đây, tôi OK 2 lần. Được chưa? Và hãy xem trong cái mục Preview này. Preview trong hộp thoại Tab of Concern, đúng không? Thì bạn sẽ thấy rằng là Tab of Concern hay còn được viết tắt là Top 1 đấy. Ở level 1 này thì bây giờ nó là cái màu xanh, như là heading 1 này, màu xanh, ok chưa? Nếu bạn muốn thay đổi top 2, tức là level 2 hoặc top 3, level 3 màu xanh thì bạn cũng làm tương tự như thế, đúng không? Bây giờ tôi muốn thay đổi top 2 nha, đấy, tôi cũng làm tương tự như thế này, tôi làm nhanh hơn nhé, rồi tôi cũng chọn màu vàng nha, đấy, ok. Thì trong cái bản tích OK này, một cái hộp thoại, bây giờ tôi tích OK này, đây thì một hộp thoại xuất hiện ra với nội dung là nó hỏi bạn là có muốn thay đổi một cái bản mục lục hay không. Bạn có lên vào OK và kết quả sẽ hiện ra như mục lục của bạn, được chưa? Đây này, bạn thấy không, kết quả sẽ hiện ra như mục lục của bạn. Đấy. Thì bạn có thể tìm hiểu nhiều thay đổi hơn. Thì trong Word 2007 thì Word 2007 thì nó cho phép nội dung nhưng tùy chọn để lựa chọn cái hộp thoại Moving đi tay, đúng không? Nhưng mà bạn hãy nhớ là chọn cái style mà bạn tailor mà bạn thay đổi trong cái hộp thoại tailor trước khi mà bạn thực
thì là chức năng là một điểm viên đây là một cái là chú ý là mình đã thích vào phóng mát thì bà có thể thế này trong cái mục phóng mát đây thì bà có thể thay đổi nhiều chức năng cũng như là phong drager hay là tab chẳng hạn đấy con bạn có thể thay đổi cài đặt trường hợp và xem lại chúng trong cái mục review này trước khi áp dụng vào cái bản mục lục. Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta xem cái phần thứ bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm ngắn và kéo dài cái bản mục lục. Ok chưa? Là ngắn hoặc kéo dài cái bản mục lục. Ví dụ bản mục lục bạn quá dài và có lẽ bạn chỉ cần cấp độ đầu tiên, nghĩa là bạn cần cái cấp độ là độ nào? Cấp độ tốc 1. Bạn cần cấp độ này không? Thì mà bạn cần cấp 1, cấp 1 và cấp 2 cần 2 ngành yeah. Thì là phù hợp với tài liệu bạn. Vậy thì bạn làm như thế nào? Tôi chỉ cho các bạn này. Trong cái mục show level này, show level này thì bạn vừa có cái tab này, tab ở content này thì là nơi bạn có phân cấp và cũng thể hiện được các bạn mục lục. Word 207 thì nó có 9 cấp độ khác nhau, có cái hiểu Word 2013 có bao nhiêu người. Thì khi xem cái phần này là Word 2013 năm 2010 thì là và để làm ngắn cái bản mục lục ấy bạn phải giảm xuống cấp độ đúng không? Đấy, chúng ta làm giảm xuống còn hai cái hàng đấy. Nếu bạn muốn chọn là đây này, trong này nó có hiện ra này review là nó hiện ra hết như một hết như hai đúng không? Chúng ta chọn mà cấp một và cấp hai đúng không? Để làm ngắn thì các bạn đủ tôi thích ok và các bạn tiếp theo các bạn quan sát thấy đấy nó đã giảm đi bớt đi. Bài này chỗ này thì chỗ này sao nhỉ? Chỗ này có ABC này đúng không? Tôi còn đeo test lại các bạn xem đây đâu đấy. Còn nếu mà muốn kéo dài cái bản mục lục đúng không, thì bạn tăng cấp độ lên. Bây giờ tôi sẽ làm tăng cấp độ lên cho các bạn thấy. Thì tăng lên, ví dụ tôi tăng lên tôi tăng lên cấp độ 7 chẳng hạn đấy, thì nó có lên, nó có tổng cộng là 3 heading. Ok chưa? 3 heading và bạn sẽ và xem nó đâu, xem trên link review đấy hoặc là web link review đấy. Đây nó có bài gì hết đi rồi đấy. Ở cái mục tiếp theo tôi muốn nói cho các bạn xem đầu tiên các bạn đó là thay đổi đơn giản bản mục lục. Thay đổi đơn giản bản mục lục tôi nhắc lại nhé đấy. Thì đi về chúng ta cái phần chúng ta vừa làm thay đổi đơn giản bản mục lục thì bạn có thể thực hiện các là thay đổi nhỏ, không cần phải rời được hộp thoại này, bạn không cần phải rời hộp thoại này. Chẳng hạn như là thay đổi cái đường gạch đứt khoảng giữa cái đề mục và số trang đây, đề mục và số trang đều được bạn ấy đường chấm chấm này đấy. Hay gọi là tab layer hoặc là thay đổi trang dòng hay như số trang thì nếu mà bạn thay đổi tab layer thì bạn chọn trong cái mục mà tab layer này ví dụ tôi muốn chọn là này nhé, tôi thay đổi từ nét chấm trở thành nét gạch thẳng đấy. Thì các bạn chọn như thế đúng không? Tôi chọn gạch thẳng ok không? Còn nếu các bạn muốn xóa đây thì ok được bạn thì các bạn xem đây, nó sẽ có cái gạch thẳng cho bạn xem thấy thấy không, gạch thẳng đấy đấy. Còn nếu muốn mà các bạn muốn xóa cái hộp thoại, nghĩa là bạn muốn cái số trang hay cái di chuyển này gần với mục lục thì bạn nhấn vào số trang di chuyển gần mục lục thì các bạn bỏ chọn cái raw number đây. Đây các bạn quan sát của đường review các bạn thấy đấy, số trang nó sẽ hiện gần cái tim ok cho các bạn xem thấy không. Trang thứ ba này
số bỏ cái dòng số trang, bạn không quan không quan tâm đến số trang thì làm sao? Thì các bạn tiếp tục làm như thế, các bạn chọn là show number, xóa đi show show ba number, xóa đi số trang, check đấy nó mất đi số trang. Bây giờ cái mục lục của chúng ta không còn số trang nữa, đúng không? Còn cái vấn đề thứ sáu tôi muốn nói với các bạn lưu ý nhiều bạn ấy, muốn xóa và tạo ra cái bản từ đầu một lục phải chỉnh sửa. Các bạn ghi lên, các bạn ghi lên, làm như thế thì nó không qua. Và nếu các bạn muốn chỉnh sửa đây nha, chỉnh sửa và xóa đi, thì tôi cũng xin thưa là nếu bạn xóa thủ công như thế, xóa trực tiếp vào bản đồ có thể mã tổng sẽ lưu lại trong bản đồ của bạn, đúng không? Nhưng mã tổng này sẽ gây lỗi cho các bản đồ về sau. Vậy thì làm thế nào để xóa bản đồ hoàn toàn? Thì các bạn hãy kích vào Remove gì, cái số cái trái của số, bạn chọn Remove Tab Connect, được chưa? Ở view thì khi mà các bạn kích vào lần này thì cái mục lục nó sẽ không còn nữa, không biết không? Nó sẽ không còn được nữa. Và vừa rồi là tôi vừa làm việc với các bạn cách để mà chúng ta điều chỉnh cái mục lục của chúng ta trong bước 2010 và nó cũng tương tự với bước 2010, 2013. Và tôi xin kết thúc.